Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn, chúng ta đang quay trở lại với kênh của Đội Ngũ Happy Car. Và ở trong tháng 4 này, rất nhiều chương trình khuyến mãi của dòng sản phẩm Hyundai Tucson năm 2023 dành tới cho các quý anh chị. Và nếu mọi người đang quan tâm đến lăn bánh giá bán ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thì ngày hôm nay Quyết sẽ chia sẻ một cách rất chi tiết dành cho mọi người. Và trước khi clip bắt đầu thì cả nhà đừng quên rằng ấn giúp Quyết nút đăng ký kênh của Đội Ngũ Happy Car và nút chuông bên cạnh cả nhà nhé. Và đầu tiên thì chúng ta cần phải nói Hyundai Tucson, chúng ta sẽ có 4 phiên bản tất cả. Quyết sẽ cập nhật dành cho mọi người phiên bản mà có giá tiền đang là tốt nhất và khuyến mãi tốt nhất. Với Hyundai Tucson phiên bản 2.0, phiên bản tiêu chuẩn ở thời điểm hiện tại thì đại lý đang có chương trình khuyến mãi là 818 triệu đồng dành cho các quý anh chị chúng ta đang quan tâm, nghĩa là rẻ hơn khoảng 10 triệu so với cả tháng trước. Đây cũng là một cái chương trình rất tốt ở thời điểm trong tháng này, đặc biệt là nếu quý anh chị mà chúng ta lăn bánh tại Hà Nội thì mọi người cộng thêm các tiền chi phí, ví dụ như tiền thuế trước bạ, tiền biển, phí đăng ký, phí sử dụng đường bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự và phí đăng kiểm nữa thì tổng cộng sẽ là 942 triệu đồng. Và nếu quý anh chị mà chúng ta lăn bánh tại tỉnh sẽ là 908 triệu, và ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cao hơn một chút do tiền đăng ký là tiền biển đắt hơn khoảng 20 triệu. Vậy tổng cộng sẽ là 928 triệu đồng. Quý xin được nhắc lại là Hà Nội sẽ là 942 triệu, ở tỉnh sẽ là 908 triệu và ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 928 triệu đồng. Dành cho những quý anh chị chúng ta đang quan tâm đến vay trả góp thì mọi người cũng chỉ cần chuẩn bị 20% thôi, khi mà đại lý sẽ hỗ trợ cho mọi người 80% giá trị của chiếc xe, nghĩa là chỉ cần chuẩn bị 253 triệu đồng là chúng ta đã sở hữu và đăng ký xe được rồi. Và nếu mọi người đang có thắc mắc hay có nhu cầu đặt hàng về dòng sản phẩm Hyundai Tucson phiên bản tiêu chuẩn thì mọi người vui lòng gọi điện hotline ở phía bên dưới góc trái màn hình, khi mà đại lý còn tặng thêm cho mọi người một gói phụ kiện chính hãng lên tới 10 triệu đồng đó. Đặc biệt hơn nữa, ở trong tháng 4 này khi mà các quý anh chị chúng ta lấy xe với phiên bản tiêu chuẩn hay là các phiên bản còn lại thì mọi người đều được bốc thăm trúng thưởng với rất nhiều các quà tặng hấp dẫn đi kèm theo. Vì vậy là để biết thêm thông tin chi tiết thì mọi người vui lòng nhắn tin nha, Đội Ngũ cũng sẽ tư vấn chi tiết nhất dành cho tất cả các quý anh chị. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với phiên bản Tucson, phiên bản đặc biệt, phiên bản mà có mức giá bán ở thời điểm hiện tại chúng ta đang có chương trình là 918 triệu đồng. Và tương tự như vậy thì các quý anh chị chúng ta lấy xe ở thời điểm hiện tại thì mọi người cũng sẽ được giảm tốt hơn so với tháng trước khoảng 10 triệu đồng và đi tặng kèm theo đó là gói quà tặng trị giá 10 triệu của đại lý dành cho tất cả mọi người. Nếu mọi người đang ở Hà Nội thì lăn bánh sẽ là 1.056 triệu đồng, lăn bánh tại tỉnh sẽ là 1.019 triệu và lăn bánh tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 1.039 triệu đồng dành cho mọi người đang quan tâm đến phiên bản 2.0, phiên bản đặc biệt máy xăng. Với những quý anh chị mà chúng ta đang quan tâm phiên bản máy xăng ở thời điểm hiện tại ấy, thì xe đang có sẵn giao ngay đầy đủ tất cả các màu, cũng như trả góp thì mọi người cũng chỉ cần chuẩn bị là 323 triệu đồng là chúng ta đã có thể lăn bánh tất cả mọi thứ rồi. Đại lý sẽ hỗ trợ đó chính là 80% vay trong vòng 8 năm. Hiện tại đại lý đang có màu đen, màu trắng, màu đỏ, bạc, xanh, vàng cát và màu ghi xám dành cho tất cả các quý anh chị chúng ta lựa chọn một cách phù hợp nhất. Cụ thể như thế nào thì mọi người vui lòng gọi điện hotline ở phía bên dưới góc trái màn hình để được nhận báo giá và khuyến mãi tốt nhất từ đại lý. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với phiên bản 2.0 máy dầu đặc biệt. Phiên bản máy dầu đặc biệt ở thời điểm hiện tại chúng ta đang có cái mức giá bán là 1.060 triệu đồng. Với các quý anh chị chúng ta lấy xe ở thời điểm tại, mọi người vẫn được tặng gói phụ kiện cùng với là những cái chương trình giảm giá tốt nhất từ đại lý. Khi mọi người có chương trình giảm giá, tất cả các phiên bản đều được giảm giá 10 triệu tốt hơn so với phiên bản trước, cũng như mọi người sẽ được tặng thêm đó chính là gói phụ kiện trị giá 10 triệu đồng để lăn bánh được dành cho anh chị chúng ta ở Hà Nội này, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thì lần lượt Hà Nội sẽ là 1.210 triệu đồng, ở tỉnh sẽ là 1.171 triệu và ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 1.190 triệu đồng dành cho tất cả các quý anh chị chúng ta đang quan tâm, và trả góp sẽ là 323 triệu đồng, số tiền tối thiểu mà các quý anh chị chúng ta cần chuẩn bị đối với dòng sản phẩm Hyundai Accent, Hyundai Tucson phiên bản 2.0, phiên bản máy dầu. Với phiên bản máy dầu thì các quý anh chị chúng ta sẽ có tiết kiệm nhiên liệu hơn, và cái khối công nghệ của phiên bản 2.0 máy dầu diesel sẽ là hộp số 8 cấp, cho cái công suất tối đa là 186 mã lực và mô men xoắn cực đại sẽ là
416 Nm. Đây cũng là dành cho những quý anh chị mà chúng ta thích cái sự moment xoắn kéo lớn, có một chút thể thao, và mọi người yên tâm rằng cái động cơ của máy dầu thì cực kỳ là bền bỉ, đặc biệt là cái dòng Hyundai. Và cuối cùng đó chính là chúng ta sẽ đến với phiên bản 1.6, phiên bản turbo. Phiên bản đang có cái mức giá bán sau khuyến mại ở thời điểm tại sẽ là 1 tỷ 039 triệu. Khi các quý anh chị chúng ta lấy xe ở thời điểm hiện tại thì mọi người sẽ được tặng một gói phụ kiện đi theo kèm, đó chính hãng trị giá 10 triệu đồng và cả giảm giá về tiền mặt nữa. Để lăn bánh được tại Hà Nội sẽ là 1 tỷ 189 triệu đồng, lăn bánh tại tỉnh sẽ là 1 tỷ 150 triệu, và lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 1 tỷ 170 triệu đồng dành cho tất cả các quý anh chị quan tâm, và số tiền trả góp sẽ là 318 triệu đồng mọi người nha. Với những quý anh chị chúng ta đang quan tâm đến những cái tính năng an toàn thì rõ ràng tất cả các phiên bản, đặc biệt là hai phiên bản cao cấp nhất, thì các quý anh chị chúng ta sẽ được những cái gói an toàn trang bị, ví dụ như cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo áp suất lốp, 6 túi khí, hỗ trợ DBC, hỗ trợ xuống dốc, cân bằng điện tử, hỗ trợ chống trơn trượt, và những cái gói an toàn cơ bản, ví dụ ABS, BA, hỗ trợ lái khẩn cấp, phân phối lực phanh điện tử, phân bổ lực kéo, đó hay là khởi hành ngang dốc. Và đó chính là những cái thông tin chi tiết nhất dành cho tất cả các quý anh chị chúng ta đang quan tâm đến 4 phiên bản 2.0 tiêu chuẩn, 2.0 đặc biệt, 1.6 turbo và phiên bản máy dầu 2.0 đặc biệt dành cho tất cả các anh chị. Nếu mọi người đang có nhu cầu đặt hàng thì mọi người vui lòng gọi điện hotline ở phía bên dưới góc trái màn hình để được nhận báo giá và khuyến mãi tốt nhất. Cảm ơn mọi người lần nữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở trong những video tiếp theo. Hãy like và đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để nhận được thông tin mới nhất. Gọi điện hotline hoặc ấn vào phần link mô tả để được nhận báo giá mới nhất của xe. Bạn đang muốn định giá xe cũ của mình hoặc mua bán xe đã qua sử dụng, Happy Car sẽ hỗ trợ dành cho tất cả mọi người định giá xe cũ uy tín nhất, chất lượng nhất. Happy Car chuyên định giá và mua bán xe đã qua sử dụng. Gọi điện vào hotline ngay mọi người nhé.